Thank you.
nên mà một hồi thì cũng cho nên là cái này là em đang làm đúng rồi, không có cái nhạc lý như vậy. Đang nói chuyện là alo, dạ. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Thu xin gửi đến một sáng tác của cố nghệ sĩ Anh Bằng và Lê Vinh, Lẻ Bóng. Cuộc đời sao thì hát như vậy ha.